Hôm nay ngày 31 tháng 3 năm 2024 Chủ nhật Phục sinh Năm B Trích sách tông đồ công vụ Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng Như anh em đã biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Judea Khởi đầu từ Galilea Sau khi Doan rao giảng phép rửa ấy là Chúa Giêsu thành Nazareth. Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà xức dầu cho người. Người đi khắp nơi ban bố ân lành và chữa mọi người bị quỷ ám bởi vì Thiên Chúa ở cùng người. Và chúng tôi, chúng tôi đã chứng nhận tất cả những gì người đã làm trong nước Do Thái và tại Jerusalem. Người là đấng, người ta đã giết treo người trên thập giá nhưng ngày thứ ba thiên chúa đã cho người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân mà là với chúng tôi là nhân chứng thiên chúa đã tuyển chọn trước chính chúng tôi đã ăn uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại và người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính người đã được thiên chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết mọi tiên tri đều làm chứng về người. Tất cả những ai tin vào người thì nhờ danh người mà được tha tội. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hào tâm, vì đức từ bi của người muôn thoa, hỡi nhà Israel hãy sướng lên đức từ bi của người muôn thoa. Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt, tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên, tôi không chết nhưng tôi sẽ sống và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa. Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. Thiên đa mà những người thợ xây loài bò, đã biến nên tàn đa gốc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. Trích thư thứ nhất của Thánh Phao Lô Tông Đồ gửi tín hữu Corento. Anh em thân mến, anh em không biết sao. Chỉ một tí men là đã đủ làm dậy men cả khối bột. Anh em hãy tẩy trừ men cũ để nên bột mới. Anh em là bánh không men. Vì chiên vượt qua của ta là Đức Kitô đã chịu sát tế. Cho nên ta hãy mừng lễ, đừng với men cũ và men gian tà ác độc nhưng là với bánh không men của lòng tin tuyền là chân thật đó là lời chúa ta ơn chúa các kỳ tôi hữu hệ tiếng dân lời khen ngự hy lễ vừa qua chiên con đã cứu chuộc đoàn chiên mẹ đức Kitô tô vô tội đã hòa giải tội nhân với chúa cha sống và chết hai bên sông đâu cách diệu kỳ tướng lãnh sự sông đã chết nhưng vẫn sống mà cai trì hỡi Maria hãy nói cho chúng tôi nghe bà đã thấy gì trên quãng đường đi tôi đã thấy mùa đức Kitô đang sống và vinh quang của đấng phục sinh thấy các thiên thần làm chứng thấy khăn liêm và y phục Đức Kitô là hy vọng của tôi đã phục sinh. Người đi trước chư vị tư xứ Galilea. Chúng tôi biết Đức Kitô đã sống lại thật từ cõi chết. Lạy Chúa, Vua Chiến Thắng, xin thương xót chúng con. Alleluia, Alleluia. Lễ vượt qua của chúng ta là Đức Kitô đại hiên tê, vậy chúng ta hãy mừng rỡ trong Chúa. gia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Vô An Lạy Chúa, bình danh Chúa. Ngày đầu tuần, Maria, Madalena đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng người ta đã lấy xác thầy khỏi mồ và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ, cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm ở đó nhưng ông không vào trong. Vậy Simon Ferro theo sau cũng tới nơi. Ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó và khăn liệm che đầu người trước đây. Khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cũng lại để riêng một chỗ. Bây giờ môn đệ kia mới vào dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin. Vì chân các ông còn chưa hiểu rằng, theo kinh thánh thì người phải sống lại từ cõi chết đó là lời, chua. lời Chúa, lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa. Đã thấy và đã tin. Bây giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Gioan chương 20 câu 8. Suy niệm Trực giác hay giác quan thứ sáu là khả năng nhận biết hiểu thấu một vấn đề mà không cần qua lý thuyết hoặc quá trình suy nghĩ trực giác giúp ta đưa ra những phán đoán nhanh và thường là những quyết định thay đổi cuộc đời vào sáng sớm chúa nhật phục sinh đầu tiên ấy người môn đệ chúa yêu đã nhờ trực giác để có thể đưa ra một xác tín sinh tử đã thấy và đã tin thấy gì và tin gì ông thấy ngôi mộ trống băng vải quán sát để ở đó khăn che đầu được cúng lại xếp riêng ra một nơi điều ông thấy đủ để ông tin chưa thưa chưa điều ông thấy cộng trực giác của một người yêu mến thầy đưa ông đến chỗ tuyên xưng thầy mình đã sống lại ông tự xưng mình là người môn đệ chúa yêu và hẳn cũng phải yêu mến chúa lắm là tông đồ duy nhất đứng dưới chân thập giá được ngài trao phó đất mẹ cho mình chăm nom mời bạn trực giác là một điều vô cùng mạnh mẽ theo ý tôi còn mạnh mẽ hơn cả trí tuệ theo s Job, người có trực giác về kinh doanh khoa học dễ đạt được thành công nhờ những đột phá quý giá về lĩnh vực chuyên môn của mình là môn đệ đức kitô bạn được mời gọi rèn luyện trực giác yêu thương, yêu mến Chúa và tha nhân hơn, lắng nghe tiếng Chúa trong khi cầu nguyện. Khi đọc lời Chúa, sống chậm lại và thỉnh thoảng cũng nên đặt câu hỏi cần làm gì để tình yêu mến ấy tăng trưởng trong đời mình. Sống lời Chúa, chọn một phương cách rèn luyện trực giác trên đây để có thể yêu mến Chúa và người lân cận tốt hơn. Cầu nguyện lại đấng phục sinh con tin Chúa đang hiện diện, đồng hành với con mọi giây phút trong cuộc đời. AMEN Tết, suy niệm lời Chúa hàng ngày Chọn lựa Đời người là một chuỗi những chọn lựa và quyết định. Có những quyết định liên quan đến người khác. Có những chọn lựa thay đổi cả một đời người. Có lại quyết định nào cũng làm cho chúng ta rai rớt dần vật. Một chủ nông trại nọ thuê một người thanh niên đến nhặt khoai tây cho nông trại công việc xem ra thật đơn giản chỉ cần phân loại các loại củ khoai tây và cho vào sọt lớn theo lớn trung bình theo trung bình và nhỏ theo nhỏ sau một ngày làm việc người thanh niên đến gặp ông chủ và xin nghỉ việc gương mặt của anh trông hốc hác và thất sắc hẳn được hỏi lý do anh giải thích như sau công việc của ông giao phó không phải là một công việc nặng nhọc nhưng điều làm cho tôi nhức óc đó là phải chọn lựa Chọn lựa và quyết định là cả một gánh nặng đối với con người bởi vì không ai có thể làm điều đó thay thế cho chúng ta cả chúng ta cần người khác chỉ bảo chúng ta cần người khác góp ý nhưng quyết định vẫn là phần của chúng ta thú vật dường như không có chọn lựa và quyết định tất cả đều được điều khiển bởi cái mà chúng ta gọi là bản năng con chim có thể làm được một cái tổ vô cùng tinh vi mà không cần phải học hỏi cũng như không sợ phải sai lầm trong khi đó thì khả năng tưởng chừng như vô song, con người vẫn cứ phải rơi vào lầm lẫn này đến lầm lẫn nọ. Lầm lẫn, nghi ngờ, bất an, vô định là số phận của con người. Điều đó làm cho con người dây dứt, khổ đau. Nhưng đồng thời cũng nói lên giá trị cao cả của con người. Chính vì những giới hạn bất toàn của con người mà con người càng cảm nhận được sự trợ giúp của Thiên Chúa khi nhìn ngắm vũ trụ bao la. Khi nhìn lại thân phận bé nhỏ yếu hèn của mình, tác giả Thánh vệnh thứ 8 đã phải thốt lên là Chúa, con người là chi mà Chúa phải bận tâm. Bé nhỏ trong vũ trụ, bất toàn và giới hạn giữa muôn tạo vật, nhưng con người không phải là một con số vô danh. Với ánh mắt yêu thương và hằng quan tâm của Thiên Chúa, mỗi một con người là một giá trị độc nhất vô nhị, là đối tượng của một tình yêu độc nhất Chúa Giêsu đã đến trong trần gian để nói với chúng ta điều đó. Hai con chim sẻ không đáng giá một hào, vậy mà không một con nào rơi xuống đất theo ý cha cả, huống chi là con người. Thì Chúa để yêu thương con người, đó là lý do khiến chúng ta phải luôn đặt tất cả tin tưởng vào Ngài. Nhưng màu mẫm và lầm lỗi trong cuộc sống chỉ là những nẻo quanh co, nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ đưa chúng ta đến thành công bởi vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta và không ngừng dẫn dắt chúng ta. Bài thích sách lẽ sống.